Liên minh châu Âu-EU trước đây đã từng tuyên bố khối này đã vượt qua sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, quốc gia đang hứng chịu các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller cho biết, một số quốc gia EU trước đây khẳng định là đã ngừng hoàn toàn việc mua khí đốt của Nga, trên thực tế vẫn đang nhận nguồn cung cấp nhiên liệu từ Moscow. Giám đốc điều hành Gazprom không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về khối lượng khí đốt của Nga mà các quốc gia EU đang nhập khẩu, song cho biết Nga hiện đang vận chuyển khí đốt tự nhiên qua Ukraine đến trung tâm Balkan của Áo. Đây là một trung tâm rất lớn của châu Âu chuyên cung cấp khí đốt cho các quốc gia khác trên khắp EU. Vào đầu năm nay, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC cho biết EU đã tìm cách vượt qua sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow đã giảm 80% xuất khẩu khí đốt sang khối này.